Cô xin chào các em đã đến với tiết học hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp của lớp 6. Để thuận tiện hơn cho các bạn đang học online ở nhà, có thể nắm rõ được những kiến thức nằm trong nội dung bài kiểm tra sắp tới, thì hôm nay trong video này, cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập giữa kỳ học kỳ 2. Trong phần ôn tập giữa học kỳ 2 này, cô sẽ thiết kế theo hai dạng, vừa trắc nghiệm và tự luận. Đến với câu hỏi đầu tiên, thì các em hãy dựa vào chủ đề 6 mà chúng ta vừa học trong 2 tuần vừa rồi, thì các em hãy cho cô biết hành động nào thể hiện sự thiếu văn minh ở nơi công cộng. Sau đây sẽ là một số hành động thể hiện sự thiếu văn minh ở nơi công cộng. Đầu tiên, thì chúng ta có chen hàng để được mua vé trước. Hành động thứ hai, không xếp hàng khi mua đồ. Hành động thứ ba, không nhường chỗ cho người già ở nơi chờ xe buýt hoặc ở trên xe buýt. Hành động thứ tư, vứt rác bừa bãi ở công viên hoặc ở những nơi như di tích lịch sử hoặc những nơi như chùa. Đây là một số hành động minh họa mà các em có thể thấy được. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào câu hỏi thứ hai. Theo em, những việc nào em nên làm và những việc em không nên làm để trở thành một người chi tiêu thông minh và tiết kiệm? Thì sau đây sẽ có những việc mà các em không nên làm. Đầu tiên là các em không nên mua những đồ vật không cần thiết và không hữu dụng. Thứ hai là những việc các em nên làm là các em sẽ đặt ưu tiên cho những nhu cầu cần thiết lên trước. Khi mà chúng ta có thể hình thành những thói quen như vậy thì các em sẽ trở thành được một người chi tiêu thông minh và tiết kiệm. Các em hãy xác định cho cô như thế nào là cái mình cần và cái mình muốn là gì và tại sao chúng ta phải xác định đúng những gì mình cần. Đầu tiên thì các em cũng phải nên hiểu được cái mình cần là những thứ cơ bản phải có để đảm bảo được cuộc sống của chúng ta. Còn những cái mình muốn là những thứ mà mình mong muốn để có được một cuộc sống thú vị hơn hoặc tốt hơn. Hay nói cách khác là những cái mình muốn thì có thể là chúng ta chưa đạt được hiện tại bây giờ. Còn cái mình cần là chúng ta cần nhất thiết phải có hiện tại bây giờ. Việc mà chúng ta xác định đúng những gì mình cần thì sẽ giúp cho chúng ta có thể quản lý được chi tiêu một cách tốt hơn và tạo cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Đến với câu hỏi thứ tư. Theo em, chủ đề 5 có tên là gì và mục tiêu của chủ đề 5 là gì? Thì như các em đã biết, chủ đề 5 của chúng ta sẽ có tên là kiểm soát chi tiêu. Và mục tiêu của chủ đề này muốn nhắn nhủ với các em là phải xác định được những khoản chi ưu tiên khi số tiền của mình còn hạn chế. Tương tự đó thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 5. Đây là một tình huống giữa điện thoại, sách giáo khoa, tập sách và các loại đồ chơi như là xếp hình, truyện tranh và đóng hộp phí. Thì theo em, đâu là món đồ mà các em nên ưu tiên trong thời điểm là chúng ta đang chuẩn bị một năm học mới? Thì như các em có thể quan sát được, thì đối với sách giáo khoa, tập sách và việc đóng tiền học phí là những khoản được ưu tiên trong thời điểm mà khi mà chúng ta chuẩn bị năm học mới. Đến với câu hỏi thứ 6, thế nào là nơi công cộng? Nêu một số nơi công cộng mà em biết. Như các em đã biết, nơi công cộng là nơi mà chúng ta dùng để phục vụ chung cho nhiều người. Không chỉ giới hạn ở ngoài trời, mà còn có thể trong các không gian khép kín. Một số nơi công cộng mà các em biết, như là bệnh viện, trường học, công viên, khu di tích lịch sử, hoặc các nơi địa điểm các em đi du lịch. Các em có thể quan sát lên đây và thấy được 10 đồ dùng và dụng cụ như một sách vở, xe đạp, bút,
trái cây, bánh kẹo, áo quần, giày dép, truyện tranh, đồ chơi và dụng cụ thể thao. Thì theo như các em, đâu là những thứ mà em cần để đảm bảo cho cuộc sống và đâu là những thứ mà em cần để cho cuộc sống trở nên thú vị hơn? Những thứ mà để đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta thì sẽ có những món đồ dùng như sau: sách, vở, bút, áo quần, giày dép, xe đạp, trái cây. Còn đối với những thứ mà giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị hơn thì các em sẽ có một số đồ dùng dụng cụ như sau: truyện tranh, đồ chơi, dụng cụ thể thao, bánh kẹo. Đến với câu thứ 8 là một câu hỏi về tình huống. T tiết kiệm được một khoản tiền là 100.000 đồng. T có kế hoạch mua một quyển truyện có giá là 50.000 đồng và một hộp khẩu trang có giá là 25.000 đồng vì do đợt này không khí bị ô nhiễm nặng. Nhưng T lại nhớ ra tháng này là sinh nhật của mẹ mình và muốn mua cho mẹ một chiếc cặp tóc với giá là 60.000 đồng. Vậy nếu theo em là T, em sẽ lựa chọn mua những món đồ nào và hãy giải thích cho cô vì sao? Nếu em là T thì em sẽ chọn mua cho mẹ mình một chiếc kẹp tóc và mua một hộp khẩu trang. Vì đó là những vật dụng cần thiết ngay tại thời điểm này. Hay nói cách khác, đây là những khoản mà các em xác định cần phải mua có trong thời điểm hiện tại. Đến với câu hỏi thứ 9. Theo em, những hành vi được xem là ứng xử có văn hóa nơi công cộng là... Hành vi đầu tiên là thực hiện nói đủ nghe nơi công cộng. Hành vi thứ hai, xếp hàng trật tự nơi công cộng. Hành vi thứ ba, lựa chọn trang phục phù hợp nơi công cộng. Hành vi thứ tư, bỏ rác đúng nơi quy định. Hành vi thứ năm là tham gia vệ sinh trường cũng như là lớp học. Cuối cùng chúng ta sẽ đến câu hỏi thứ 10. Đây cũng là một bài tập tình huống. K đang ngồi trên xe buýt để đến trường. K đến điểm xuống. Các bạn học sinh tranh nhau xuống xe rất đông. Vô tình đẩy ngã một cụ già, nhưng không ai xin lỗi hay quay lại đỡ cụ. Thấy thế, K đã nhanh chóng đến dìu cụ. Mặc dù bị lỡ điểm xuống và phải đi ngược lại một đoạn khá xa, nhưng K thấy rất vui vì đã giúp đỡ được cụ. Vậy theo em, K là một người như thế nào thông qua tình huống trên? Thì các em có thể thấy được, K là một người rất là tốt bụng và biết kính trọng người lớn tuổi và rất biết cách ứng xử giữa nơi công cộng, rất đáng để cho các em học tập và noi theo. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với những câu hỏi trắc nghiệm. Trong những câu hỏi trắc nghiệm này thì các em hãy cho cô biết, khi mà ứng xử văn hóa, chúng ta sẽ nhận được lợi ích gì? A. Được mọi người tôn trọng. B. Nhận được cái nhìn thân thiện của mọi người. C. Làm tăng uy tín của bản thân. D. Tất cả đều đúng. Câu này tương đối đơn giản ha, đáp án của chúng ta chính là đáp án D, tất cả đều đúng. Đến với câu hỏi tiếp theo. Đi thăm lăng Bác Hồ, em sẽ mặc trang phục gì? A. Quần tây, áo sơ mi hoặc áo dài. B. Đầm, váy, áo thun. C. Váy, áo không tay. D. Quần ngắn, áo tay thun, tay ngắn. Thì như các em có thể thấy, đây là một địa điểm mà chúng ta cần chọn những trang phục nghiêm chỉnh, lịch sự và kín đáo. Thì do đó đáp án chính xác và phù hợp nhất trong hoàn cảnh này đó chính là đáp án A. Chúng ta nên lựa chọn cho mình quần tây, áo sơ mi hoặc áo dài. Đây là một bài tập tình huống dành cho các em. Một hôm cả nhà đang quay quần bên nhau. Mẹ hỏi N nên ưu tiên chi cho khoản nào trong các đề xuất của các thành viên trong gia đình. Thì nếu em là N, em sẽ chọn các những khoản chi nào? A. Đối với mẹ thì mẹ đề xuất là đi xem phim và mua ấm đun nước nấu.
Còn đối với bố, ở đáp án B thì bố sẽ chọn bộ vợt đánh cầu lông. Còn đối với đáp án C thì người em gái sẽ chọn mua cho mình một bộ sách giáo khoa tiếng Anh nâng cao. Còn đối với đáp án B, người con trai sẽ chọn ưu tiên cho bản thân mình mua một giày đá bóng và một quyển truyện tranh yêu thích. Thì như các em có thể thấy được, đầu tiên để chi tiêu một cách hợp lý và thông minh thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái mình cần trước thay vì những cái mình muốn. Thì trong bốn trường hợp này thì chúng ta có thể thấy được đáp án C là đáp án hợp lý nhất, vì đây là cái mình cần trong thời điểm hiện tại để giúp cho người con gái có thể học trong quá trình học được tốt hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu hỏi: em sẽ làm gì nếu em muốn mua một món đồ chung nhưng thấy mọi người đang chen lấn xô đẩy để mua món đồ đó? Em sẽ A, chen lấn xô đẩy mua cho bằng được. B, chúng ta sẽ xếp hàng chờ đến lượt. C, chúng ta sẽ bỏ đi về. D, tỏ thái độ bực tức. Thì đối với một người văn minh lịch sự thì chúng ta phải biết xếp hàng chờ đến lượt, không nên chen lấn xô đẩy. Do đó trong trường hợp này đáp án B sẽ là đáp án chính xác. Đến với câu hỏi tiếp theo: những cách nào sau đây phù hợp khi mà chúng ta thực hiện việc nói cười nơi công cộng? A, giữ khoảng cách phù hợp giữa người nói và người nghe. B, nói âm lượng đủ nghe khi tình cờ gặp bạn trên đường. C, trao đổi đủ bài đủ nghe trong thư viện. D, tất cả đều đúng. Như các em có thể thấy trong câu này, đáp án đúng sẽ là đáp án D. Tiếp theo các em hãy cho tôi biết hành vi nào đúng ở nơi công cộng. A, hỗ trợ người gặp sự cố. B, xô đẩy chen lấn. C, không nhường chỗ cho người già. D, la to. Thì như các em có thể thấy, hành vi để chúng ta có thể cư xử đúng mực ở nơi công cộng đó chính là hỗ trợ người khi mà gặp sự cố. Chúng ta tuyệt đối không nên xô đẩy chen lấn lẫn nhau, và chúng ta phải biết kính trên nhường dưới. Do đó đáp án đúng trong câu này đó chính là đáp án A. Tiếp theo, hành vi văn hóa trong nhà trường là: A, nói to. B, vệ sinh trường lớp. C, cười giỡn. D, vứt rác bừa bãi. Như các em có thể thấy được, đối với hình đáp án A và đáp án C, đáp án D là những hành vi cho chúng ta thấy là hành vi thiếu văn minh, không phù hợp trong khuôn viên nhà trường. Cái đó chỉ còn đáp án B là đáp án chính xác. Vệ sinh trường lớp là một hành vi văn hóa trong nhà trường. Vậy theo em, hành vi nào sau đây không thể hiện được nét đẹp văn hóa nơi công cộng? A, bỏ rác vào đúng nơi quy định. B, bật nhạc hát karaoke rất lớn. C, đi nhẹ nói khẽ trong bệnh viện. D, tất cả đều đúng. Thì trong bốn đáp án này thì các em có thể nhìn thấy được đáp án B là một đáp án không hợp lý nhất. Vì khi chúng ta bật nhạc quá lớn để chúng ta hát thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đối với những hàng xóm của chúng ta hoặc những người xung quanh của chúng ta. Do đó nó không được chọn là thể hiện được nét đẹp văn hóa nơi công cộng. Những việc nào cần làm để kiểm soát được chi tiêu? A, xác định được khoản tiền của em. B, xác định được khoản chi ưu tiên. C, xác định được cái mình cần và cái mình muốn. D, tất cả đều đúng. Đối với câu này thì tương đối đơn giản, thì đáp án chính xác đó chính là đáp án D, tất cả đều đúng. Các em phải làm tất cả điều đó, các em phải xác định được khoản tiền của mình và các khoản mà các em chi ưu tiên, và các em phải biết được những cái nào mình cần và mình muốn, thì lúc đó các em mới có thể kiểm soát được chi tiêu của mình một cách tốt nhất và hợp lý nhất. Tiếp theo, việc làm nào sau đây thể hiện biết lựa chọn khoản chi tiêu? A, phân biệt được cái mình cần và cái mình muốn. B, mua đồ tùy hứng và thích thì mua.
C. Thấy bạn có, mình cũng có cho bằng được. D. Tiết kiệm quá mức. Thì trong bốn đáp án này thì đáp án A sẽ là hợp lý nhất. Thì chúng ta phải phân biệt được cái nào mình cần và cái nào mình muốn. Thì từ những cái yếu tố đó mình mới xác định được những khoản chi nào mình ưu tiên, mình phải mua trước và những cái nào mình có thể mua sau này. Đây là một câu hỏi về tình huống cho các em. Em muốn ăn sáng nhưng chỉ có 15.000 đồng thì em sẽ chọn ăn món gì? A. Ăn phở. B. Ăn hủ tiếu. C. Ăn xôi. D. Ăn gà rán. Thì như các em cũng có thể thấy thực tế hiện tại bây giờ, thì khi mà các em chỉ có 15.000 đồng thì việc mà các em chọn món ăn trong bốn đáp án này thì chỉ có là món xôi mới phù hợp được với giá tiền của các em. Đây cũng là một bài tập nói về tình huống. Với một số tiền thì bạn A đã lên kế hoạch để sử dụng một cách tiết kiệm, còn bạn B thì chỉ biết tiêu xài phung phí. Thì theo em, ai sẽ là người chi tiêu hợp lý nhất? Đáp án A, bạn A có cách chi tiêu hợp lý nhất. Bạn B có cách chi tiêu không hợp lý. Đáp án C, cả hai bạn đều hợp lý. Đáp án D, cả hai bạn đều chi tiêu không hợp lý. Thì như các em có thể thấy được, bạn A sẽ là người chi tiêu hợp lý vì bạn đã lên cho mình một kế hoạch rõ ràng, còn bạn B là thuộc kiểu người là tùy hứng thì sẽ mua, không cần quan tâm đến nhiều về giá cả cũng như là số tiền mình hiện có. Câu hỏi tiếp theo, hoạt động nào sau đây có thể giúp em thêm được khoản tiền cho bản thân? A. Chúng ta có thể xem phim. B. Chúng ta có thể ngồi nghe nhạc. C. Chúng ta có thể trò chuyện với bạn bè. Đáp án D là làm nghề thủ công cùng gia đình. Hay nói cách khác là các em có thể làm một số đồ handmade như là vòng tay, đeo bông hoặc là những cái nhẫn thì các em có thể buôn bán qua những cái đồ thủ công đó. Thì như các em có thể thấy được, đáp án đúng phù hợp nhất đó chính là làm nghề thủ công cùng gia đình. Vì khi các em làm ra những món đồ handmade đó thì các em có thể bán được, thì chúng ta sẽ có thêm một số nguồn thu nhập nữa. Còn khi chúng ta xem phim, nghe nhạc hoặc trò chuyện với bạn mình thì đây chỉ là một hành động giúp chúng ta có thể thư giãn giải trí với nhau mà thôi. Theo em, nguyên tắc chi tiêu cá nhân gồm những yếu tố nào? A. Cho nhu cầu cần thiết của cá nhân. B. Cho nhu cầu thiết thực với cá nhân trong từng hoàn cảnh. C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai. Thì như các em có thể thấy và các em đã xem ở các tiết học trước, thì đối với nguyên tắc chi tiêu cá nhân sẽ gồm cả A và B, là chúng ta sẽ ưu tiên cho những cái nhu cầu cá nhân thiết yếu và chúng ta sẽ chi tiêu cho nhu cầu thiết thực với cá nhân trong từng hoàn cảnh. Đây sẽ là một bài tập tình huống. Cả nhà chuẩn bị đi chùa vào đầu năm. Mẹ nhắc hai chị em mặc áo dài, nhưng chị gái em lại không thích mặc và chọn cho mình một chiếc áo và váy ngắn. Thì theo em sẽ xử lý như thế nào trong tình huống này? A. Mặc kệ, không quan tâm. B. Khuyên chị nên lựa chọn trang phục kín đáo và nhã nhặn. C. Xuống mắt mẹ để mẹ xử lý. Đáp án D. Mang theo một bộ đồ phòng cho chị muốn thay. Thì như các em có thể thấy được, chùa là một nơi mà chúng ta trang nghiêm, chúng ta cần phải mặc những trang phục nào đó kín đáo và lịch sự. Thì do đó đối với tình huống này thì các em sẽ chọn cho mình đáp án B là chúng ta nên khuyên chị gái chúng ta lựa chọn những trang phục nào đó kín đáo, nhã nhặn hơn để phù hợp với ngữ cảnh là chúng ta đang đi chùa. Câu hỏi tiếp theo, hành động nào sau đây thể hiện cách ứng xử thiếu văn minh khi nói cười nơi công cộng? Đáp án A, cãi nhau to tiếng trên đường. Đáp án B, nói chuyện thì thầm trong rạp phim. Đáp án C, đi nhẹ nói khẽ trong thư viện. Đáp án D, ra chỗ vắng người, nghe điện thoại khi đang ngồi cùng bạn. Thì các em có thể thấy được trong bốn đáp án thì đáp án A sẽ là đáp án chính xác nhất. Đây là một hành động thể hiện sự thiếu văn minh
khi mà các em ở những nơi công cộng. Để cho việc chi tiêu trở nên có ý nghĩa và có giá trị hơn thì chúng ta cần A. Lựa chọn nhu cầu thiết yếu của mình, chia sẻ nhu cầu thiết yếu cho bạn khi cần. Đáp án B. Lựa chọn ưu tiên cho những nhu cầu đem lại niềm vui cho nhiều người. Đáp án C. Cả A và B đều đúng. Đáp án D. Mua đồ tùy thân và thích thì mua. Thì như các em có thể thấy, thì đáp án C sẽ là đáp án đúng. Thì việc chúng ta chi tiêu có ý nghĩa và giá trị hơn thì chúng ta sẽ nên làm theo hai phương án trên, là lựa chọn nhu cầu cần thiết của bản thân mình và chúng ta sẽ chia sẻ cái nhu cầu đó khi mà bạn mình cần, cũng như là chúng ta nên ưu tiên mua những đồ dùng mà có thể đem lại niềm vui cho nhiều người hơn là các em chỉ mua những đồ vật cho đem lại niềm vui cho chính mình thôi. Bản thân em cần làm những gì để góp phần xây dựng cộng đồng văn minh thân thiện? Đáp án A là chấp hành tốt nội quy những nơi mình đến. Đáp án B, tuyên truyền vận động người thân bạn bè biết ứng xử văn minh. Đáp án C, nhắc nhở mọi người thực hiện hành vi văn minh nơi công cộng. Đáp án D, tất cả đều đúng. Thì đối với câu hỏi này thì đáp án đúng chính là đáp án D, là chúng ta sẽ áp dụng cả 3 phương pháp trên. Chúng ta sẽ chấp hành tốt các nội quy và tuyên truyền và nhắc nhở mọi người có thể ứng xử văn minh nơi công cộng. Vậy theo em, khi mà chúng ta bị nhắc nhở khi mà nói chuyện quá to, quá ồn ào trong bệnh viện thì chúng ta sẽ nên làm gì? A. Xin lỗi và điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe. B. Chúng ta không thay đổi vẫn nói chuyện bình thường. Đáp án C. Cãi nhau vì không liên quan đến người nhắc nhở. Đáp án D. Tất cả các ý trên. Thì đối với trường hợp này thì các em có thể thấy được bệnh viện là một nơi mà chúng ta cần có không gian yên tĩnh để cho những người bệnh có thể được nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe. Do đó khi mà chúng ta bị nhắc nhở thì các em nên xin lỗi và điều chỉnh âm thanh sao cho vừa đủ nghe nhất. Do đó đáp án chính xác sẽ là đáp án. Còn khi mà chúng ta xếp hàng vào thang máy thì hành động nào sau đây hoàn toàn không nên? A. Đứng đúng hàng. B. Ra vào thang máy theo thứ tự. C. Chen hàng để được vào thang máy trước. C. Giữ khoảng cách phù hợp giữa người khác. Thì như các em có thể thấy được trong đáp án này, đáp án C sẽ là đáp án chính xác nhất. Chúng ta không nên chen hàng để được vào thang máy trước, vì như vậy sẽ thể hiện sự bất lịch sự trong đó. Câu hỏi cuối cùng, thì để giữ gìn được vệ sinh lớp học thì em nên làm những hành động nào dưới đây? A. Tích giấy rác trong ngăn bàn để cuối tuần rồi bỏ. Đáp án B. Lau dọn bàn ghế thường xuyên. Đáp án C. Khi trượt đều phải lau bảng và giặt khăn. Đáp án D. Đề nghị một bạn trồng một vài cây xanh ở lớp. Thì như các em có thể thấy được đáp án A là đáp án không nên. Cho đó đáp án A sẽ là đáp án đúng. Chúng ta không nên tích trữ rác trong ngăn bàn của chúng ta để đến cuối tuần rồi bỏ. Như vậy sẽ làm cho lớp học của chúng ta có rất nhiều vi khuẩn trong đó, và ngay chỗ chính chỗ chúng ta ngồi nó sẽ có những mùi hôi thối bốc lên từ trong ngăn bàn của chúng ta khi chúng ta tích trữ những cái vật phẩm không sạch sẽ. Các em có thể xem lại video ôn tập trên để cho chúng ta có thể kiểm tra tốt vào tuần 10. Tuần 10, các em sẽ làm bài kiểm tra đánh giá giữa kỳ học kỳ 2 của môn hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6. Nội dung kiểm tra là các em sẽ học theo đề cương hoặc các em có thể học theo video ôn tập như cô vừa nêu trên. Thời gian của làm bài kiểm tra giữa kỳ thì sẽ là 45 phút và hình thức làm bài sẽ làm trực tiếp tại lớp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các em. Cô chúc các em có thể hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ thật là tốt. Cô chào các em.